Em vừa về lô Sapphire sao, rất đẹp. Sao cực kỳ rõ nét, hàng liền mịn. Trọng lượng từ 5 đến 10 carat. Mọi người có thể nhìn thấy là liền. Kích thước trung bình 11 10 đến 11 nhân 9, 11 nhân 9. Viên lớn thì nó có thể là 12 nhân 10. 13 nhân 11. Hàng toàn vô sai. Viên nhỏ thì tầm 10 nhân 8 rưỡi. Kích cỡ là rất là tuyệt vời khi để mà làm nhẫn nữ, mặt dây nữ hoặc nhẫn nam size nhỏ. Anh em có thể lên nhẫn thoải mái. Đấy. Sao rất là đẹp, rõ. Màu đen thì đen láy. Độ dày thì vừa phải. Có một số vài viên mỏng thôi, còn chủ yếu là độ dày khá là cân đối. Đây. Đấy, nên nhẫn sức cực xinh luôn. Đây. Từ 5 đến 10 carat nhé. Ai có nhu cầu inbox vào Zalo 0973 95 1535.